Tem qua đường, bắt gặp Carrick, hẹn hò Đàm Phương Linh. Nhiều bằng chứng cho thấy, cô gái nam rapper đình đám đang hẹn hò, chính là bạn gái cũ một thời. Nhắc đến Carrick, người ta sẽ nhớ đến chàng rapper điển trai, với gu thời trang cá tính. Thế nhưng, anh lại có đường tình duyên lận đận, khiến nhiều người bất ngờ. Đáng nói, cuộc tình giữa Carrick và Đàm Phương Linh từng gây sóng gió cõi mạng. Cả hai chia tay sau 3 tháng công khai hẹn hò. Sau đó, Carrick còn viết tâm thư tình cảm và thường xuyên tương tác thả tim cho người yêu cũ. Netizen chỉ ra hàng loạt bằng chứng cho thấy hiện tại, người mà nam rapper đình đám đang hẹn hò, không ai khác, chính là bạn gái cũ một thời. Phía đàn trai từng gây xôn xao khi đăng tải bức ảnh chụp chung với một cô gái có ngoại hình khá giống tình cũ, kèm dòng trạng thái Ala Ela tựa bài hát nói về gu người yêu được anh yêu thích. Thậm chí, Carrick không ngần ngại bấm like, tất tần tật ảnh nàng đăng trên trang cá nhân, dù danh sách bạn bè trên mạng xã hội của Đàm Phương Linh chẳng hề có tên Carrick. Điều này cho thấy nam rapper không hề kết bạn với nữ VC nhưng vẫn âm thầm quan tâm. Mới đây, Tem qua đường còn bắt gặp Carrick và Đàm Phương Linh cùng nhau đi cà phê thân mật. Theo như bức ảnh, có thể thấy cả hai ngồi sát cạnh nhau, trông rất thân thiết. Ngay lập tức, hàng loạt nghi vấn từ cư dân mạng được đưa ra, như cả hai đã tái hợp, gương vỡ lại lành sau 4 năm chia tay, hay chỉ là gặp gỡ, cả hội bạn chứ không phải đánh lẻ.